bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Hà Mèo Art Studio. Đây là vlog đầu tiên mà mình quay và mình sẽ đăng lên trên fanpage của mình để trả lời các câu hỏi mà các bạn đã dành cho mình. Mình còn phải ghi lại vào đây này. Đầu tiên chắc là phải giới thiệu về mình một chút nhỉ, bởi vì rất nhiều bạn ở trên fanpage chắc là cũng chưa biết đến mình đâu. Mình tên là Hà, mọi người hay gọi là Hà Mèo. Bây giờ thì mình đang là một họa sĩ minh họa tự do. Mình làm ở thị trường Việt Nam và thị trường nước ngoài. Về công việc của mình thì nói chung là cũng khá là bận rộn, cho nên là rất lâu rồi mình chỉ quay video về các cái process drawing của mình thôi. Mình mới chuyển hẳn sang cái công việc này, vì thế mà có lẽ mình cần một chút thời gian để tích lũy kinh nghiệm cũng như là một cái câu chuyện dài hơn để kể cho các bạn nghe. Vì sao mình lại bỏ cái công việc cũ để trở thành một họa sĩ minh họa tự do? Mình biết vẽ từ năm 6 tuổi cơ, từ lúc còn bé lắm. Mình nhớ là năm 1990, khi mà truyện tranh Doraemon bắt đầu xuất bản, thì nó gần như là tạo cho mình một cái cảm hứng là mình cầm bút lên và vẽ cô nàng Suka. Suka mặc váy đủ các kiểu thể loại. Lúc đó thì mình bắt đầu mê vẽ và mình thường xuyên là vẽ để tặng cho các bạn ở trong lớp. Mình xé rất là nhiều giấy ở trong vở đến mức mà bố mình và ông nội của mình mắng mình nhiều lắm. Về sau đến năm cấp 2 thì bố mình mang những cái giấy nháp, những cái giấy in hỏng một mặt ấy về để cho mình vừa làm nháp học và vừa vẽ ở đằng sau đấy. Vì thế mà mình có nhiều điều kiện để mà vẽ hơn. À, sau Doraemon thì cảm hứng tiếp theo của mình là Thủy Thủ Mặt Trăng. Các bạn ở thế hệ 8X thì chắc là không lạ gì với Thủy Thủ Mặt Trăng đâu. Hồi đấy mình vẽ nhiều lắm. Sau này khi mà đến năm cấp 3 thì mình quyết tâm thi vào trường mỹ thuật và cũng phải gặp khá trắc trở. Đến năm thứ 2 thi thì mình mới đỗ được vào Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Mình đã học vẽ từ cơ bản cho đến bài bản ở những cái năm cao đẳng đó. Còn trước đây thì mình chỉ là vẽ amateur, vẽ chơi thôi. Cũng phải chia sẻ thật với các bạn là nếu như các bạn định hướng đi theo cái ngành mỹ thuật này thì thật sự các bạn nên học một lớp vẽ căn bản trước. Bởi vì sao? Nó sẽ giúp cho các bạn trau dồi được những kỹ năng về phác thảo, tạo hình, tạo khối. Rồi khi mà các bạn học về vẽ đồ họa người, vẽ bằng vẽ chì, vẽ người ấy, thì các bạn sẽ học được về giải phẫu cơ thể người. Các bạn sẽ biết được là khi mà mình vẽ một cái cẳng tay, cẳng chân hay là vẽ cái cổ thì cái khớp xương nó sẽ chạy như thế nào, thì nó đúng, nó không bị sai giải phẫu, nó không bị nhìn nó không tự nhiên. Và cái cơ bắp, cái đường cong của cơ bắp, cái đường cong của cơ thể nó như thế nào, thì tất cả những cái đấy khi mà các bạn học qua lớp bài bản ấy, các bạn sẽ hiểu được. Và vẽ nhiều thì nó sẽ trở thành một cái bản năng tự nhiên. Khi mà sau này các bạn vẽ truyện tranh hay vẽ hoạt hình, vẽ anatomy thì các bạn sẽ có những cái kỹ năng cơ bản đấy để mà mình vẽ người cho nó đúng. Mình bắt đầu đi làm từ năm 2008. Nhưng mà cái công việc mà mình bắt đầu là không phải là họa sĩ mà là ngành marketing. Khi đó thì mình đã kỳ vọng là mình sẽ học đồ họa đa truyền thông và mình sẽ làm designer. Nhưng mà cuối cùng thì cái công việc rồi cái cuộc sống nó cứ cuốn mình theo và mình vẫn cứ theo cái nghề marketing đó cho đến tận cách đây 2 năm thì mình trở lại với công việc vẽ này bằng một cơ hội rất là, phải nói là thời điểm, đúng là thời điểm. Tại vì trước đây không phải là mình không thích vẽ nữa, mà là mình rất là ngại vẽ những cái chì rồi màu nước, màu bột, vì nó bừa bãi và nó bẩn lắm. Ngày xưa mình học mình cũng thấy là bẩn lắm. Mình không gọn gàng cho lắm, cho nên là mình không thích bày bừa, bởi vì lại phải đi dọn. Một cái cơ hội rất là tình cờ, khi mà mình đang tìm hiểu về Wacom và mình nghĩ là mình có thích mua một cái Wacom hay không nhỉ. Nhưng mà mình lại chỉ thích cái Wacom Cintiq thôi, tức là nó có màn hình ấy để vẽ ở trên. Bởi vì cái Wacom mà không có màn hình kia mà cứ phải tay một nơi, mắt một nẻo này, mình thực sự là đã thử nhưng mà không quen được. Mình không quen. Có lẽ các bạn đi học thì các bạn sẽ quen hơn, bởi vì cái đấy thực sự là vẽ dành cho chuyên nghiệp. Đến lúc đó thì cậu bạn của mình giới thiệu cho mình là chị phải thử cái iPad này đi, và cái bút Apple Pencil này này, chị sẽ thấy nó cực kỳ hay.
Lúc đó thì mình đã tò mò tìm hiểu về cái thiết bị này, cái bút này, và mình cái kênh đầu tiên mà mình xem là của họa sĩ Gasil trên YouTube. Anh chàng đấy đã tạo cho mình một cảm hứng cực kỳ mạnh mẽ rằng là ôi cái iPad và cái Apple Pencil này thích quá. Nhưng mà làm sao để mua được, bây giờ mình làm gì có tiền. Thế là lúc đó thì cậu bạn mình bảo mình là em mua iPad và Apple Pencil, nhưng mà em chưa có điều kiện thời gian để mà tập vẽ, nên là em bán lại cho chị đây này. Thế là mình đã tích góp hết tất cả ngân khố, những cái gì mà mình tiết kiệm được, để mua một bộ iPad và Apple Pencil của cậu ấy về tập. Quả đúng là khi mà mình cầm cái bút Apple Pencil trên tay ấy, thì mình cảm thấy là ôi nó thật tay kinh khủng luôn. Mặc dù mình vẽ trên iPad nhưng mà mình cảm giác là cái nét bút, nét nhấn bút nó rất là tự nhiên ấy. Mặc dù lúc đó thì cái iPad của mình chưa dán cái paper line đâu, nhưng mà cái cảm giác khi mà vẽ trên iPad lúc đấy nó thực sự là thích. Vì thế mà mình đã học rất là nhiều, mình đã xem hết mấy họa sĩ về iPad, về Procreate trên YouTube channel, và mình đã nắm bắt được cái công cụ đó. Mình đã dần dần mình vẽ được nhiều hơn, mình đăng thử lên trên mạng xem phản ứng của mọi người với tranh của mình như thế nào. Lúc đó thì mình bắt đầu lập Instagram. Mình phát hiện ra rằng là Instagram nó là một cái cộng đồng rất là đặc thù cho từng mảng. Ví dụ như là cộng đồng artist thì tất cả những cái post ở trên Instagram ấy đều liên quan đến cái lĩnh vực của họ, những cái portfolio về tranh của họ, về phong cách của họ, để mà nhiều người biết đến. Và mình cũng có một kênh Instagram như vậy. Các bạn có thể search Hà Mèo Art trên Instagram và follow mình nhé, nếu mà các bạn thích. Thế và sau đó, thực sự thì ban đầu mình không nghĩ đến chuyện là mình sẽ bỏ việc để đi theo nghề vẽ đâu. Bởi vì mình vừa mới bắt đầu quay lại vẽ sau 8 năm bỏ bê, thì thực sự là chưa có một cái gì để chắc chắn về cái công việc mà mình muốn theo đuổi. Nhưng mà có một cái động lực ở bên trong nó thôi thúc, nó rất là, mình cảm thấy rất là khao khát muốn theo nghề này. Bởi vì nó là công việc mà mình đam mê, nó là cái việc mà mình có thể làm mãi không bao giờ chán, nó là cái việc mà mình không bao giờ thấy mệt mỏi, không bao giờ thấy gì chết. Mình nghĩ là đấy là công việc mà mình chắc là sẽ thích đến già luôn được ấy. Càng ngày thì cái động lực đấy nó càng thôi thúc, nó khi mà mình muốn lắm rồi, mình không muốn giữ lại, mình không muốn chờ đợi thêm nữa. Mình đã tiết kiệm một khoản tiền để chuẩn bị nghỉ việc, nghỉ cái công việc marketing ấy, và chuyển sang làm họa sĩ vẽ minh họa. Lúc đó thì kế hoạch của mình ngây thơ lắm. Mình định sẽ phát triển kênh YouTube này, mình định sẽ phát triển fanpage, và mình sẽ ăn tiền quảng cáo từ Facebook và ăn tiền quảng cáo từ YouTube. Nhưng mà rõ ràng là đời không như là mơ, nó không dễ như vậy. Mình đã đầu tư vào chạy ads, chạy quảng cáo ấy, rất là nhiều tiền để có thể phát triển được một chút. Và sau đó thì mình phải thử rất nhiều cách khác. Mình đã thử phát triển kênh Instagram. Mình cảm thấy là lúc đó cái Instagram nó thực sự là một cái thế giới đặc thù cho họa sĩ, và nó rất là dễ tương tác, rất là dễ tiếp cận với những đối tượng có cùng sở thích với mình. Vì thế mà Instagram của mình phát triển khá là nhanh, và mình nghĩ là mình thời điểm đó mình đã tập trung vào đó để mình xây dựng một cái portfolio của riêng mình ở trên Instagram, để bắt đầu cho khách hàng nước ngoài biết đến mình. Và mình đã mở những cái commission đầu tiên, mình đã có những khách hàng đầu tiên đã làm quen với việc thế nào để tạo order, thế nào để nhận tiền, thế nào để giao job, thế nào để trao đổi với khách hàng. Thực sự là thời gian đầu khó khăn lắm, đến bây giờ nó vẫn rất khó, bởi vì mình phải thử rất nhiều cách, phải thử rất nhiều cách đến khi mình tìm cho ra cái cách thức nào là cái cách thức mà mang lại cho mình những nguồn thu nhập tương đối là ổn định, một cái cách thức phù hợp với mình. Lúc đó thì mình thử rất là nhiều style vẽ khác nhau. Mình suy nghĩ là không biết là thị trường bây giờ họ đang cần cái phong cách vẽ như thế nào, khách hàng sẽ thích mua những cái tranh như thế nào. Mình gần như là bị cuốn theo cái thị trường, và mình cứ đi theo những cái họa sĩ mà họ có nhiều tương tác, họ có nhiều người thích, vì mình nghĩ rằng đấy là phong cách mà mình sẽ bán được tranh. Nhưng mà không phải như vậy. Đến khi mình phát hiện ra là mình không nên bắt chước phong cách của họa sĩ khác, bởi vì mình có bắt chước thì nó cũng không thể giống được.
mà mình cần phải có phong cách của riêng mình. Mình phải thử rất nhiều cách để mà tìm ra đâu là cái phong cách của riêng mình, làm cho mình cảm thấy hạnh phúc nhất, làm cho mình cảm thấy thoải mái nhất và làm cho khách hàng của mình thích nhất. Khi mà mình hợp tác với báo Thiếu Niên Tiền Phong và mình vẽ những cái series tranh về cầu thủ đội tuyển U23, thời điểm là U23 rất là hot. Tranh đầu tiên mà mình vẽ chibi thầy Park Hang Seo thì mình chỉ vẽ chơi thôi, nhưng mà không ngờ là cái tranh của mình nó lại được nhiều người yêu thích đến thế, nó lại lan tỏa trên mạng xã hội mạnh mẽ đến thế. Mình nhìn thấy cả tranh của mình ở trên băng rôn ở ngoài sân vận động. Lúc đó thì mặc dù là bị chôm tranh rất là nhiều nhưng mà lại rất là vui, bởi vì mình biết là hóa ra là đây là phong cách vẽ của mình mà nhiều người thích. Sau đó thì mình hợp tác với báo Thiếu Niên Tiền Phong thêm nhiều cái đơn hàng về vẽ tranh cầu thủ U23, như vậy cái móc chìa khóa này, bao lì xì Tết này. Lúc đó mình đã có những cái nguồn thu nhập đầu tiên qua cái phong cách vẽ đó, và mình nhận ra là cuối cùng thì mình đã tìm ra được cái phong cách của riêng mình. Mình nghĩ là cái phong cách vẽ mà dễ thương, khiến cho người ta cảm thấy đáng yêu thì nó là cái sở trường của mình. Và mình quyết định là cái mảng của mình lựa chọn sẽ là mảng vẽ minh họa cho thiếu nhi. Ở nước ngoài nó gọi là Children Book Illustrator đấy. Và mình bắt đầu đi tìm những cái sàn freelancer mà có những cái họa sĩ vẽ minh họa cho thiếu nhi như vậy. Cậu bạn mình lại một lần nữa gợi ý cho mình, cái cậu bạn mà bán cho mình iPad ấy, cậu ấy lại một lần nữa gợi ý cho mình một số các cái sàn freelancer mà mình có thể làm việc. Ví dụ như là 99 Design, ví dụ như là Fiverr, Upwork, Dribbble, Behance, và mình đã đăng hết tất cả những cái portfolio của mình, giải hết trên tất cả những cái sàn mà mình có thể giải được. Khi mà mình thử làm việc ở trên 99 Design ấy thì rất là cạnh tranh khốc liệt, bởi vì nó là một cái thị trường contest, tổ chức những cái cuộc thi cho họa sĩ gửi cái bài của họ lên tham gia theo cái yêu cầu của khách hàng, và khách hàng sẽ được chọn họa sĩ nào mà họ thích để đi vào vòng 2, vẽ tiếp bản final, đạt giải và nhận tiền thưởng. Vì nó là một cuộc thi cho nên nó cạnh tranh vô cùng là khủng khiếp. Và thậm chí là nếu như mà bạn có cái nét vẽ hơi giống với một cái idea của ai đó thì bạn sẽ dễ dàng bị report. Và mình bị dính đòn như vậy một lần thôi, họ đã khóa tài khoản của mình, và lúc đó khách hàng của mình phải liên hệ với 99 Designer để xin gỡ, unblock cái tài khoản của mình ra, bởi vì họ đã quyết định chọn mình là họa sĩ thắng cuộc. Mình chỉ thắng đúng một lần ở trên đấy. Cho đến giờ thì tài khoản của mình vẫn chưa được mở lại, và họ hứa với mình là tháng 9 thì tài khoản sẽ được mở lại. Mặc dù là rất nhiều cái cuộc thi hay, nhưng mà nhiều khi cái bức tranh của mình ở vòng 1 khách hàng thích lắm rồi, họ cho mình 5 sao, họ comment cho mình là ôi tôi thích bức tranh của bạn lắm. Thế nhưng mà đến vòng 2 thì họ lại đùng một cái chọn một họa sĩ khác. Nhiều khi cái sự cạnh tranh công bằng nó ở đâu ấy, bởi vì là tất cả những cái gì là lợi thế nhất nằm trong tay khách hàng, và chỉ có khách hàng là được lợi, còn họa sĩ thì không. Bởi vì sẽ có những cái cuộc thi mà bạn phải chấp nhận là bạn mất rất nhiều công sức để bạn tham gia, bạn đi qua hết vòng này đến vòng kia, nhưng mà cuối cùng bạn mất công và bạn chẳng được đồng nào. Đó là cái sự cạnh tranh mà mình cảm thấy hơi mệt mỏi, mình cảm thấy nó không fair lắm. Sau đó thì mình thi thoảng mình có thời gian thì mình vẫn quay lại 99 Designer để tham gia một số contest, với hy vọng là biết đâu khách hàng lại thích. Gu của khách hàng thì vô cùng lắm, chẳng biết được là nhiều khi họ tự nhiên đùng một cái họ chọn mình hay là không. Nhưng mà mình tìm hiểu Fiverr, mình thử đăng một số cái gigs trên Fiverr. Gigs nó có nghĩa là, nôm na hiểu là những cái dịch vụ mà mình mang đến cho khách hàng ấy. Thì mình tạo ra đâu đó 3 gigs. Một gig là vẽ tranh nursery art, tranh treo trang trí cho phòng trẻ em về đề tài động vật. Một gig là mình vẽ character art, tức là những cái nhân vật dễ thương, chibi theo phong cách trẻ con. Và cái gig thứ ba của mình là children book cover, tức là mình vẽ nguyên cả một cái bìa sách hay là bìa báo hay là một cái gì đó cho họ. Nó sẽ bao gồm có cả nhân vật và những cái cảnh background xung quanh. Và cái mức giá nó cũng khác nhau, để mình cho khách hàng của mình
nghiên cứu và tùy lựa chọn. Với mỗi cái gig đó thì là họ cho phép mình đăng ba cái tranh đẹp nhất của mình để giới thiệu. Vì thế mà mình cố gắng tạo ba gig như vậy là để cho mình đăng được càng nhiều tranh càng tốt. Sau đó thì mình bắt đầu có khách hàng order những cái tranh nursery art. Mình cảm thấy là với cái nét vẽ con thú dễ thương thì khách hàng có vẻ khá là thích. Và ở nước ngoài thì cái phong cách mà treo tranh trang trí cho phòng em bé, họ rất là hay sử dụng những cái tranh trang trí cho phòng em bé như vậy. Ở Việt Nam thì có lẽ chưa nhiều lắm, nhưng bây giờ cũng bắt đầu có rồi. Và họ đặt hàng mình vẽ. Cả khách hàng mà muốn mua tranh để treo phòng ở nhà họ cũng có, và các agency cũng có. Vì thế mà mình bắt đầu có những cái đơn hàng đầu vào. Và sau mỗi cái đơn hàng như vậy thì họ có một cái vote ấy. Họ sẽ nhận xét tranh của mình và họ sẽ chọn một trong số những cái tranh mà mình giao hàng cho họ đăng lên portfolio của mình, tức là đồng ý đăng lên portfolio của mình. Và mình sẽ có nhiều cái feedback hơn, mình sẽ có nhiều cái tỷ lệ bình chọn, comment hơn. Và nhờ vào đó mà mình cũng có nhiều khách hàng hơn. Fiverr đặc biệt một cái là nó có traffic tự nhiên. Từ đầu đến giờ mình chưa có phải chạy ad trên Fiverr lần nào. Nó hoàn toàn có traffic tự nhiên bởi vì nó là cái sàn freelancer rất là lớn ở nước ngoài rồi. Và đến thời điểm giờ thì mình thấy là mặc dù do ảnh hưởng của dịch Covid thì cái traffic view vào cái portfolio của mình nó cũng giảm đi nhiều lắm. Nhất là tháng 3 gần như là mình không có order nào, cũng khá là run. Nhưng mà bây giờ đến tháng 4 thì các order lại bắt đầu quay trở lại. Và cũng khá là đều, mình đã bắt đầu nhận được những cái dự án lớn hơn, không phải chỉ là những cái tranh phòng trẻ con nữa, mà mình bắt đầu vẽ bìa sách. Nó sẽ, mình nghĩ, mình tin là nếu như mà mình trung thành với Fiverr, mình vẫn sẽ có những cái nguồn order đều và ổn định. Bởi vì mình càng đi xa hơn với Fiverr thì họ sẽ càng đánh giá mình tốt hơn. Khi mà các chỉ số về view, traffic, chỉ số về tỷ lệ làm việc, tỷ lệ phản hồi của mình với khách hàng tốt thì họ sẽ ưu tiên traffic vào kênh của mình. Cho nên mình nghĩ là mình sẽ lựa chọn tập trung vào Fiverr ở thời điểm này. Mình nói là thời điểm này bởi vì rất có thể sau đó mình sẽ lại có những thay đổi, bởi vì mình còn tham gia hai dự án nữa, là dự án hợp tác với Wahoo, mình là quản lý hình ảnh của họ, và chúng mình bán tranh canvas tại thị trường Việt Nam. Cũng do dịch Covid mà đợt này công việc cũng bắt đầu chững lại, nhưng mà mình vẫn muốn tập trung bởi vì nó là cái tâm huyết mà chúng mình đã đặt vào rất là lớn. Mình vẫn sẽ tập trung cho Wahoo để phát triển cái kho tranh canvas. Và một dự án nữa mình hợp tác là dự án đồ chơi giáo dục cho trẻ em. Dự án này thì thông tin mình chưa được phép public, nhưng mình sẽ chia sẻ với các bạn trong những video sau nhé. Đó là ba cái ngách chính mà mình đang làm lúc này. Ngoài ra thì mình vẫn nhận những cái job bên ngoài. Ví dụ như là khách hàng đôi khi họ nhìn thấy, tìm thấy website của mình, họ tìm thấy Instagram của mình thì họ cũng liên hệ để vẽ cái này cái kia. Hoặc là các cái agency ở Việt Nam, ví dụ như là Ad Micro hay là Báo Thiếu Niên Tiền Phong hay là 24h.com.vn, thì mình vẫn hợp tác với họ để vẽ những cái bài PR cho khách hàng, cho các nhãn hàng. Ví dụ như năm ngoái, năm kia mình vẽ cho bánh mứt kẹo Hà Nội, năm ngoái là mình vẽ cho Ca Cậu và một số nhãn khác mình cũng không nhớ nữa. Và cuối năm thì mình vẽ cho Báo Thiếu Niên Tiền Phong những cái bộ lịch này, rồi bìa Tết này. Mình rất là thích hợp tác với Báo Thiếu Niên Tiền Phong bởi vì gần như là nó thể hiện được hết tất cả những cái gì mà mình đam mê ra, và mình vẽ rất là thoải mái. Tất cả những đề tài của Báo Thiếu Niên Tiền Phong đều rất là hay. Và cũng phải cảm ơn chị Hương vì chị Hương đã tạo điều kiện cho mình hợp tác với báo lâu dài. Đó là cái câu chuyện của riêng mình. Thời điểm tới thì có thể là sẽ vẫn còn rất nhiều những khó khăn khi mà mình đã lựa chọn cái công việc freelancer. Mình gần như là mình thoát ra khỏi cái vùng an toàn. Mà trước đây khi mình đi làm công sở, được đóng bảo hiểm, được khám sức khỏe, được đi du lịch, được thưởng Tết. Nhưng bây giờ khi mà mình tự làm thì mình sẽ phải cân hết tất cả những cái khoản chi phí đó. Tuy nhiên thì bất lợi cũng đồng thời là lợi thế. Nếu như mà mình kiếm được nhiều tiền thì mình sẽ mua được những gói bảo hiểm lớn,
mình sẽ có tiền để đi du lịch gia đình, rồi mình vẫn có thể mua bảo hiểm để khám sức khỏe. Nói chung theo mình thì đó là cái con đường mà mình có thể tự thân cố gắng. Người ta nói là làm nhiều thì ăn nhiều, làm ít thì ăn ít ý. Mình không được phép lười. Và khi mà mình đã lựa chọn đó là cái công việc mà mình yêu thích, thực sự là mình có thể rất là vất vả nhưng mà mình chưa bao giờ thấy mệt, chưa bao giờ thấy ức chế, chưa bao giờ cảm thấy quá căng thẳng và chưa bao giờ thấy chán cái công việc này. Cho nên là nếu mà các bạn đã định hướng nghề nghiệp đi theo cái công việc làm họa sĩ, đầu tiên bạn phải chắc chắn là bạn rất mê nó. Và bạn phải chắc chắn là bạn sẽ kiên trì với nó, bởi vì đó là một con đường đi rất là lâu dài. Các bạn thấy là mình đã đi từ năm 18 tuổi, mình đã bỏ bẵng đi 8 năm và bây giờ mình bắt đầu lại từ đầu. Đối với các bạn mà học căn bản ngay từ bây giờ ấy thì các bạn sẽ có lợi thế hơn mình rất nhiều, bởi vì các bạn sẽ được bắt đầu sớm, các bạn sẽ được học căn bản và có thể các bạn sẽ không chọn cái ngành mà vẽ trên iPad như mình, bởi vì mình không biết vẽ Wacom. Nếu mà các bạn vẽ được trên Wacom, các bạn vẽ được trên những cái thiết bị hiện đại hơn, những cái công cụ như là Maya hay là Photoshop, thì các bạn sẽ vẽ được những cái bức ad rất là hoành tráng và các bạn sẽ thu được nhiều tiền hơn, các bạn sẽ lựa chọn được những công việc mà lương cao hơn. Các bạn có thể không chọn freelancer như mình, các bạn có thể đi làm cho công ty này, công ty khác, nhưng mà vẫn là công việc mà các bạn thích. Mình dự định là mình sẽ phát triển kênh YouTube thành một cái kênh tutorial về vẽ trên iPad, những cái ứng dụng trên iPad. Ví dụ như là Procreate là cái app mà mình đang thường xuyên dùng. Ngoài ra thì mình sẽ review với các bạn thêm về Affinity Designer, là một cái công cụ để vẽ vector. Nó khác với Procreate một chút, nhưng mà nó là một cái công cụ rất là hữu hiệu đối với cái ngành làm việc của mình. Ngoài ra thì mình cũng sẽ cố gắng phấn đấu để mua được một cái MacBook Pro để mình thử sử dụng cái ProCut của nó để biên tập video. Hiện tại thì mình vẫn đang biên tập video bằng Adobe Premiere, và mình sẽ thử một số cái phần mềm dựng phim khác. Với vlog và cái video vẽ của mình ấy, thì mình không có yêu cầu phải làm cái hậu kỳ nó effect quá phức tạp, cho nên là mình cũng chỉ dùng những cái công cụ nó làm sao để nó tối ưu được cái thời gian thao tác của mình, để mình không phải làm quá lâu. Mình sẽ có nhiều thời gian hơn để mình vẽ và quay tiếp và làm video thật nhanh để cho các bạn xem. Đó là câu chuyện của mình. Ngoài ra, nếu như các bạn có những câu hỏi nào muốn dành cho mình nữa thì hãy ghi ra ở dưới comment dưới đây nhé. Và hãy theo dõi kênh YouTube của mình ở trên Hamel Art Studio YouTube. Và hãy subscribe để xem những cái video mà tiếp theo mình sẽ gửi đến các bạn nhé. Ở trên đó thì hiện tại đang có những cái video mà mình vẽ, những cái video process drawing không có tiếng. Đây là video vlog đầu tiên mà mình làm. Mục tiêu tiếp theo là mình sẽ làm khá nhiều vlog cho các bạn, đặc biệt là tutorial. Vì vậy hãy cho mình biết bạn muốn mình hướng dẫn bạn cái gì nhé. Hiện tại mình đang vừa mua một chiếc iPad mới. Đây mình sẽ khoe cho các bạn xem. Đây là iPad Pro 11 inch năm 2018, là cái ước ao của mình từ 2 năm trước. Nhưng mà lúc đó mình không có tiền để mua. Ai chà, lúc đó mình không có tiền để mua nên là mình đã bắt đầu bằng một chiếc iPad 9.7 inch 2018, là cái iPad mà nó đáp ứng cái bút Apple Pencil đầu tiên. Sau đó, sau một năm sau một năm thì mình bắt đầu tích góp đủ tiền và mình nâng cấp lên một chiếc iPad 12.9 inch to hơn để vẽ cho thích. Tuy nhiên nó vẫn là cái đời 2017, 12.9 đời 2017, và nó vẫn dùng cái bút Apple Pencil 1 ấy. Còn bây giờ thì mình đã lên đời được một chiếc iPad 11 2018 khi mà thị trường đã ra đời iPad 2020. Và đây là chiếc Apple Pencil 2. Mình đang chờ những cái phụ kiện khác được giao hàng về. Đến lúc đó thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn những cái phụ kiện của iPad
và những cái phụ kiện mà mình thường xuyên dùng. Ok, thế thôi. Hãy chờ video tiếp theo để mình giới thiệu studio của mình và những trang thiết bị mà mình thường xuyên sử dụng nhé. Hẹn gặp lại các bạn.